kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ sư tinh tuệ, kính đảnh lễ cô tu nữ Diệu Bảo, kính chào quý học viên trong lớp. Hôm nay Hồng Mai xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghi ca mê cha ru phê ghi ri si kha ra ta tê chan ta lê khê vi ma nê đi pê ra thê cha ga mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha wa thum hi khét tê phum ma cha yan tu đê wa cha la ta la vi sa mê ya ta gan tha ba na ga Tithanta santike yang uniwagawachanang Sathavu mesunantu thammasawanakalo Ayam sadanta thammasawanakalo Ayam sadanta thammasawanakalo Ayam sadanta Namo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Duttiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Duttiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Duttiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Itipiso Bhagavā Arahaṃ Sammā Sambuddho Viccā Jñāna Sampanno Sugato Lokaviru Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Sattha Deva Manussanaṃ Buddho Bhagavā Sinat Thi me saranang anyang, Buddho me saranang warang, Etena satcha vachena hotu me chaya mangalang, Utta mangena vandehang, Padapam sumkvaruttamang, Buddhe yokalito doso buddho, Kamatutang mamang, Swakato Bhagavata Dhammo Sanditthiko Akaliko Ehipassiko Opanayiko Pachyattang Veditap Bovinyuhi Dinatthi Me Saranang Anyang Dhammo Me Saranang Warang Etena Satcha Vachena Hotu Me Jaya Mangalang Uttamang yena vandehang Thammang charuvi thangvarang Thamme yokalito doso thammo Kamatutang mamang Supatipanno bhagavato savakasangho Ujupatipanno bhagavato Sāvaka Sangho Nyāya Patipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Sāmeji Patipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Yadidang Chattari Purisa Yugani Attha Purisa Pukgala Esa Bhagavato Sāvaka Sangho Ahunayyo Pahunayyo Kinayyo Anjalikaraniyo Anuttarang Punyakhetang Lokasa Dinathi me saranang anyang Sangho me saranang warang Etaina satchawat jena hotu me jaya mangalang Uttamangena vandehang Sanghaṃ charuvitottamang Sanghe yokalito doso sangho
Kamadutang mamang wanda ni che di yang sap bang sap batane supatet ni tang sari rigata tumaha boteng but sarupang sakalang sada sambutte atta wi sangja dwada sangja sahat sake pangja satat sahat sani namami sirasa aham Để sang thăm anh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hằng nam ma ca ra nu pha we na ham toa sap be upat da we ane ka an ta la ya ti wi na sa tu a se sa to sam bút thề bánh cha bánh nhà xanh cha cha tu vi sa ti sa hát sa kê đa sa sa ta sa hát Sani nama mi sirasa Ahang te sang tham mang cha sang thay Cha a da re na nama mi hang Nama ka ra nu pa we na ham toa sap Be u pat da we ane ka Antara ya pi vi na sa du a se sa to Sambut mày cha sang thành cha a da re na na ma mi hằng nam ma ca ra nu pha we na ham toa sap be u pat da we a ne ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sap de pu ra ti ma ya di sa ya sa ta a we ra su khi hon tu sap Đề phu rắp ti mà ya anu di sa ya sát ta A quê ra su khi hồn tu sắp Đề đắc khi na ya di sa ya sát ta A quê ra su khi hồn tu sắp Đề đắc khi na ya anu di sa ya sát ta A quê ra su khi hồn tu sắp Đề tắc chi mà ya di sa ya sát ta a về ra su khi hồn tu sắp để tất chi mà ya nu đi xa ya sát ta a về ra su khi hồn tu sắp để út ta ra ya đi xa ya sát ta a về ra su khi hồn tu sắp để út ta ra ya nu đi xa ya sát ta a về ra su khi hồn tu sắp Bê u pa ri ma ya di sa ya sa ta A we ra su khi hon tu sap Bê het ti ma ya di sa ya sa ta A we ra su khi hon tu sap Bê sa ta A we ra hon tu su khi ta hon tu nit Đúc kha hon tu ap ya pat cha hon tu ani kha Hon tu di kha yu kha hon tu aroga hon tu sampatti hi samit chan tu sukhi atta nang pariharan tu dukkha patta chanit dukkha paya patta chanit paya soka patta chanit soka hon tu sap de pipanino Akasattha ca pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanam Akasattha ca pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no garu Akasattha ca pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo Akasattha ca pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu panino akasattha Tha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ka Phun nhang no anu mô đam tu chi răng rác tham tu no sa da
Idang watano punyang asawakaya wahang hotu anagate kale. Sa thủ, sa thủ. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và có lợi ích ngay hiện tại và lâu dài. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Khai giá. Xin chào các Phật tử học viên. Trước tiên là xin thông báo với lớp đó là bắt đầu từ buổi học này thì sau này các Phật tử mình vào room là mình phải ở Zoom lớp học là mình phải chờ. Đây chờ người ta chấp nhận thì mình mới vào room được, mới vào lớp học được. Lý do là tại mỗi lần thì mình tính là để tự do, nhưng mà hồi hôm thì lúc mà lớp đang học thì có một vài người đó họ vào họ bắt video ca hát rồi cùng lum ở trong lớp học, cho nên bây giờ mình hạn chế lại chỉ cho các Phật tử học viên mình vào để học thôi thì mới cho vô, còn người lạ thì mình không được vào. Để thông báo để cho các Phật tử mình biết, nhiều khi mình vô hoài mình vô không được, em cứ vô cái phòng chờ đó thì ở đây người ta sẽ thấy thì người ta chấp nhận cho mình vào lớp học để cho nó an toàn. Giờ trước khi nghe phần bài giảng thì chúng ta đọc lại cái phần bài học trước. Thì phần nhị đề kinh này thì có thể là chúng ta chỉ còn một hai buổi nữa, nếu mà chậm thì hai buổi là chúng ta đã học xong phần nhị đề kinh. Thì nếu mà học xong nhị đề kinh thì mình sẽ học tiếp đầu đề nhị theo trong vi diệu pháp, rồi mình học đầu đề tam sau cùng, đầu đề tam sau cùng. Rồi 35. Si lá vipati chá, đi thi vipati chá, giới lùi và kiến lùi. Si lá sambada chá, đi thi sambada chá, giới mạng túc và kiến mạng túc. Si lá visuddhi chá, 37. Si lá visuddhi chá, đi thi visuddhi chá, giới tịnh và kiến tịnh. 38. Đi thi visuddhi khô phát ná, yathà đi thi xá chá phát tha năng, có bậc kiến tình và đối với bậc kiến tình như thế có sự tinh cần. 39. Sang về gồ chá, sang về chánh về su tha nề su sang quyết gá xá chá vô ni so phát tha năng, người bị động trong những sự kiện đáng bị động và đối với những đối với người bị động có sự khéo tác ý, khéo tinh cần. 40. Asan tốt thi ta chá, u sa lê su tham mê su, áp bát tí hoa ni ta chá, bát tha nát minh, thái độ không ti túc thiện pháp và thái độ không thối thất tinh cần. 41. Vi cha chá, vi mu ti chá, minh và giải thoát. 42. Khai về nhà năng Anuppa đề nhà năng tí trí động tận và trí vô sanh. Xin đọc phần này lại lần nữa. 39. Sang về gô chá, sang về gô chá, sang về chá ni về su tha nê su sang quyết gá xá chá vô ni so bát tha năng, người bị động trong những sự kiện đáng bị động và đối với người bị động có sự khéo tinh cần. 40. Asan tốt thi ta chá, cú sa lê su tham mê su áp bát tí hoa ni ta chá, phát tha na minh, thái độ ti túc thiện pháp và thái độ không thối thất tinh cần. 41. Quý cha chá vi mu tí chá, minh và giải thoát. 42. Khai về nhà năng Anuppa đề nhà năng tí trí đồng tầng và trí vô sanh.
Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để mình tập đọc bài. Cô Phúc Kỳ Trung Nga mời lớp đọc bài giúp sư. Dạ, xin mời quý vị ạ. Mình đọc hai trang ha. Dạ. Con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính lãnh lễ sư, con xin chào cả lớp. Dạ, con xin đọc bài 35. Si lá quý bát tí chá, biết thí quý bát tí chá, giới lụy và kiến lụy. 36. Si lá sambada chá, biết thí sambada chá, giới mạng tốt và giới kiến mạng tốt. 37. Si lá quý xuất thí chá, biết thí quý xuất thí chá, giới tịnh và kiến tịnh. 38. Đít thí quý xuất thí khô ba na, giá tha đít thí đát. Con xin đọc lại. Đít thí quý xuất thí khô ba na, giá tha đít thí xá chá ba tha năng. Có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế, có sự tinh cần. Nè. Yeah. Con nhờ sư đẩy lên. Ba mươi chín. Sang quê gô chá, sang quê chá nít dê sú, tha nê sú, sang quýt gát xá chá, vô ní sô bá tha năng. Người bị động trong những sự kiện đáng bị động và đối với người bị động có sự khéo tinh cần. 40. Á sang tốt thí ta, chá cú đê sú, tham mê số áp bá tí qua ní ta chá bá tha nát minh. Thái độ không tri túc thiện pháp và thái độ không thối thất tinh cần. Quýt cha chá quýt trí chá minh và giải thoát. Khá dê na nha năng á nấp ba đề nha na nha năng tí trí đoạn tận và trí vô sanh. Dạ con đã đọc xong ạ. Con kính cảm ơn sư. Dạ, kính mời chị Kim Cúc ạ. Dạ, con kính lãnh lễ sư. Con xin chào các lớp, con xin đọc ạ. Câu 35. Si lá vi bát tí chá, biết thí vi bát tí chá, giới lụy và kiến lụy. 36. Si lá sambada chá, biết thí sambada chá, giới mạng tốt và kiến mạng tốt. 37. Si lá vi xuất thí chá, điết thí vi xuất thí chá, giới tịnh và kiến tịnh. 38. Điết thí vi xuất thí khô ba ná, giá tha điết thí xá chá bát tha năng. Có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Và bạch sư đã đẩy lên giùm con. 39. Sang quê gô chá, sang quê chá ni dê sú, tha nê sú, sang quýt gát xá chá, vô ni sô bá tha năng. Người bị động trong những sự kiện đáng bị động và đối với người bị động có sự khéo tinh cần. 40. Á sang tút thi ta chá, cú xá lê sú, thăm mê sú, áp bá tí qua ni ta chá bá tha nát minh. Thái độ không tri túc thiện pháp và thái độ không thối thất tinh cần. 41. Vít cha chá vi mút tí chá minh và giải thoát. 42. Khá dê nhà năng anup ba đê nhà năng tí trí động tận và trí vô sanh. Và bạch sư đã đọc xong, xin cảm ơn sư. Dạ, xin mời đạo hữu An Nhiên ạ. Dạ, con kính lĩnh lễ sư. Dạ, con kính chào cả lớp. Dạ, con xin đọc bài. Ba mươi lăm. Si lá ví bát tí chá, đi thí ví bát tí chá, giới lị và kiến lị. 36. Si lá sâm bá đa chá, đi thí sâm bá đa chá, giới mạng túc và kiến mạng túc. 37. Si lá ví xuất thí chá, đi thí ví xuất thí chá, giới tịnh và kiến tịnh. 38. Đi thí ví xuất thí khô bá ná, giá tha đi thí
xá chá bát tha năng. Có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Dạ, thưa sư kép một con. Ba mươi chín sam quê rô sam quê rô chá sam sam quê chá ní dê số tha nê số sam quyết gắt xá chá vô ní sô bát tha năng. Người bị động trong những sự kiện đáng bị động và đối với người bị động có sự khéo tinh cần. 40. Á san tút thí ta chá cú xá lê số thầm mê số áp bát tí quà ní ta chá bát thà nát min. Thái độ không tri túc thiện pháp và thái độ không thói thất tinh cần. 41. Quý cha chá quý mút tí chá minh và giải thoát. 42. Kha dê nhà năng anup bà đề nhà năng tí trí đoạn tặng và trí vô sanh. Dạ, thưa sư con đã đọc xong, kính dân sư. Dạ, xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc bài ạ. 35 Sì lá vipatticha dithi vipatticha giới lụy và kiến lụy. 36 Sila sampada chá dithi sampada chá giới mãn túc và kiến mãn túc. 37 Sila visuddhi chá dithi visuddhi chá giới tịnh và kiến tịnh. 38 Dithi visuddhi kho pana yatha dithi sap chap pa tha năng. Cáo bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Ba mươi chín sang quê go chá sang quê chá ní dê xú tha nê xú sang quyết gác xá chá vô ní xô bát tha năng. Người bị động trong những sự kiện đáng bị động và đối với người bị động có sự khéo tinh cần. 40 á san tút thí ta chá cú xá lê xú tham mê xú áp bát tí hoa ní ta chá bát tha nát min. Thái độ không tri túc thiện pháp và thái độ không thối thất tinh cần. 41. Quýt cha chá quý mút tí chá, minh và giải thoát. 42. Khá dê nhà năng á núp bà đề nhà nam tí, trí đoạn tận và trí vô sanh. Thưa sư con đã đọc xong, con kính tri ân sư. Dạ, xin mời đạo hữu của Tô Quốc ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc. 35 si lá quý bát tí chá đít thí quý bát tí chá giới lỵ và kiến lỵ. 36 si lá sam bá đa chá đít thí sam bá đa chá giới mạng túc và kiến mạng túc. 37 si lá quý xuất thí chá đít thí quý bút xí đít thí quý xuất thí chá giới tịnh và kiến tịnh. 38 đít thí quý xuất thí khô bá đa giá thà đít thí sát giá thà đích thí xá chá ba tha năng. Có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Sư kéo lên nhìn. Ba mươi chín sang quê go chá sang quê chá ní về số tha nê số sam quýt sang quýt gác xá chá vô ní sô bát tha năng. Người bị động trong những sự kiện đáng bị động và đối với người bị động có sự khéo tinh cần. 40 á san tút thí ta chá cú xá lê số tham mê số áp bá tí và ni ta chá bá tha nát min. Thái độ không chi túc thiện pháp và thái độ không thối thất tinh cần. 41 quý cha chá quý mút tí chá minh và giải thoát. 42 khá dê nhà nằng anu bà đề nhà năng tí trí đoạn tận và
và trí vô sanh. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Dạ sư kéo lên giùm con ạ. Dạ 35 si lá quý si lá quý bát tí chá đít thí quý bát tí chá giới lụy và kiến lụy. 36 si lá sâm bá đa chá đít tí sâm bá đa chá giới mạng túc và kiến mạng túc. 37 si lá quý xuất tí chá đít tí ví xuất tí chá giới tịnh và kiến tịnh. 38 đít tí quý xuất tí khô bát na bá ná giá tha đít thiết xá chá bát tha năng có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Dạ sẽ kéo lên giùm con ạ. À. 39 sang quê gô chá sang quê chá ní dê xú tha nê xú sang gít gách xá chá Yoniso Pathanang, người bị động trong những sự kiện đáng bị động và đối với người bị động có sự khéo tinh cần. 40 Asantutti chá Asantutti ta chá Usale su tham mê su Appati vanita chá Bathanasmin, thái độ không tri túc thiện pháp và thái độ không thối thất tinh cần. 41 quýt cha chá quý mút tí chá minh và giải thoát. 42 khá dê nhà nành anúc bà đề nành nhà nành tí trí đoạn tận và trí vô sanh. Dạ bạch sư con xin hết ạ. À. Kính chào sư và cả cô lớp ạ. Dạ xin mời đạo hữu Diệu Thủy ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. 35, si lá vipatti chá, đít thí vipatti chá, giới lụy và kiến lụy. 36, si lá sampada chá, đít thí sampada chá, giới mãn túc và kiến mãn túc. 37, si lá visuddhi chá, đít thí visuddhi chá, giới tịnh và kiến tịnh. 38, đít thí visuddhi khô pa ná, giá tha đi thí xá chá bát hà nàng có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Dạ xin sư đẩy bài giúp con ạ. Hai mươi chín mút thá sách trần chá a sầm ba dần năn chá thất niệm và không tỉnh giác. 30 sati chá sam bát chăn năn chá niệm và tỉnh giác. 31 pati san kha na bát tha bát năn chá phá hóa na bát năn chá giác sắc lực và tu tiến lực. 32 samatho chá vipassa na chá chỉ tịnh và quán minh. 33 samatha nimit tan chá bhagga hanimit tan chá chỉ tịnh ấn chúng và chiếu cố ấn chúng. 34 bhagga tho chá avikhepo chá chiếu cố và bất phóng dật. Dạ cứ xin đẩy bài giúp con ạ. Ba mươi lăm si lá vipatti chá đi thí vipatti chá giới lụy và kiến lụy. 36 si lá sampada chá đi thí sampada chá giới mãn túc và kiến mãn túc. 37 si lá visuddhi chá đi thí visuddhi chá giới tịnh và kiến tịnh. 38 đi thí visuddhi khô pa ná giá thà đi thí xá chá pa thà nằng có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần.
Dạ hết rồi. Dạ xong rồi. Dạ xin mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Recording in progress. Dạ thưa sư, con xin đọc bài ạ. Câu số 35. Sila vipatticha, ditthi vipatticha, giới lụy và kiến lụy. Câu số 36. Sila sambadacha, ditthi sambadacha, giới mãn túc và kiến mãn túc. Câu số 37. Sila visuddhicha, ditthi visuddhicha, giới tịnh và kiến tịnh. Câu số 38. Ditthi visuddhikhobana, jatha ditthi, jatha ditthi, jatha ditthi thích xa chá bát tham năng, có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Dạ bạch sư đẩy màn hình giúp con ạ. Câu số 39. Sam quê ngô chá sam quê chân ý dê sú hà nê sú sam quýt chắc xa chá dô ni sô bát hà năng, người bị động trong những sự kiện đáng bị động và đối với những người bị động có sự khéo tinh cần. Câu số 40. Asam tut thi ta chá usan lê su tham mê su apati wa vita chá bát hà nát minh, thái độ không chi túc thiện pháp và thái độ không thối thất tinh cần. Câu số 41. Vichcha chá vimutti chá minh và giải thoát. Câu số 42. Khaze nhà năng Anup Ba Đề, nhà nàm tí, trí đoạn tận và trí vô sanh. Dạ, thưa sư con đã đọc bài xong ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Ngọc Trân ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc bài. Câu 35, si lá quý pa tí chá, đi thi quý pa tí chá, giới lưỡi và kiến lưỡi. Si lá sam bá đa chá, đi thi sam bá đa chá, giới mãn túc và kiến mãn túc. Ba bảy si la vi su thi cha đi thi vi su thi cha giới tịnh và kiến tịnh. Ba tám đi thi vi su thi khô ba na gia tha đi thi xá cha ba tha nam, có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Ba chín sang quê go cha sang quê cha ni về số tha nê số sang quyết cá xá cha yoniso ba tha nam, người bị động trong những sự kiện đáng bị động và đối với người bị động có sự khéo tinh cần. 40. Asan tu thi ta cha kusa le su tham me su apati wanita cha pathanasmin, thái độ không truy túc thiện pháp và thái độ không thối thất tinh thần tinh cần. 41. Vicha cha vimutti cha minh và giải thoát. 42. Khá về nhà năng anuppa đề nhà năng tí trí đoạn tận và trí vô sanh. Thưa sư, xin đọc hết rồi. Dạ, xin mời quý vị tiếp tục giơ tay ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Dạ, 39. Sang quê gô cha sang quê cha ni dê su tha nê su sang quê ca sa cha dô ni sô pa tha năng, người bị động trong những sự kiện đáng bị động và đối với người bị động có sự khéo tinh cần. 40. Asang tu thi ta chakusa le su tham me su apati wanita chapathanas mình, thái độ không tri túc thiện pháp và thái độ không thối thất tinh cần. 41. Wiccha cha vimutti cha minh và giải thoát. 42. Kha về nhà năng anup bà đề nhà năng tí, trí đoạn tận và trí vô sanh. Mày có gì thiện đọc đi. Dạ. 35. Si la vi ba ti cha đi thi vi ba ti cha, giới lụy và kiến lụy. 36. Si la sam ba đà cha đi thi sam ba đà cha, giới mãn túc và kiến mãn túc. 37. Si la vi su thi cha đi thi vi su thi cha, giới tịnh và kiến tịnh. 38.
đi thi quy su thi khổ ba na gia thà đi thi sa cha pa thà năng. Có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Dạ thưa sư, con đã đọc xong ạ. Dạ con kính tri ân sư. Dạ kính mời chị Diệu Thiện ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin được đọc 35. Si la vipatti cha ditthi vipatti cha, giới lụy và kiến lụy. 36. Si la sampada cha ditthi sampada cha, giới mạng tốt và kiến mạng tốt. 37. Si la visuddhi cha ditthi visuddhi cha, giới tịnh và kiến tịnh. 38. Ditthi visuddhi cha ditthi visuddhi kho pana yatha ditthi Thisacapatha năng. Có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Dạ thưa sư, tiếp. Dạ con xin được đọc tiếp. 39. Sangwego cha sangwe cha ni yesu tha ne su samvikasacha yoniso patha năng. Người bị động trong những sự kiện đáng bị động và đối với người bị động có sự khéo tinh cần. 40. Asan tít thi tà chát ku sa lê su đam mê su áp pa ti hoa ni tà chát pa thà nát mình. Thái độ không tri túc thiện pháp và thái độ không thối thất tinh cần. 41. Vít chà chát vi mô ti chát minh và giải thoát. 42. Kha về nhà năng anup bà đề nhà năng tí trí đoạn tận và trí vô sanh. Dạ con đã đọc xong, kính tri ân sư. Dạ con thưa sư, hết người muốn đọc rồi ạ. Dạ con kính tân mít đi sư để sư giảng giải bài pháp ngày hôm nay. Để ý tại có một số phật tử mình vào rồi mà mình bị rớt mạng cho nên họ phải vào trở lại, phải chấp nhận để trong lúc sư giảng bài khi sư không có coi kịp, nếu không là họ rớt khỏi chỗ. Okay. Nhìn đề số 35, 36, như 35 như là hôm trước mình học rồi. Si la vipatti cha, đi thi vipatti cha, giới lị, rụy và kiến rụy. Thì 36 thì câu pháp số 71, 72 đó là si la sampada cha, đi thi sampada cha. Thay vì ở trên thì phần khuyết điểm về giới, về tà kiến thì cái gì đề số 36 này đó là sự thành tựu, thành tựu về giới, về tri kiến, về tri kiến. Thì ở đây mình có cái này hôm trước thì mình học rồi, là khi mình đề cập đến giới đó là mình nhớ hai loại hành động. Một đó là hành động tại cái này ai giới lụy thì đó là hành động ác bằng thân, và hành động ác bằng lời nói, tức là thân ác nghiệp và khẩu ác nghiệp.
thân ác nghiệp tiêu biểu đó là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Rồi tất cả những hành động nào mà được làm bằng thân mà được xem là hành động ác thì nó đều được liệt kê vào trong cái thân ác hành. Nó thì thuộc về giới, nó thuộc về giới lụy, tức là làm khuyết điểm ảnh hưởng đến giới. Lại nãy trình bày chỉ có một trường hợp thôi. Vậy đó. Có cái này nữa. Còn lời nói, tức là thân khẩu ác hạnh, tìm cả là nói dối, nói ly gián, nói độc ác, nói chuyện phím, hoặc là tất cả những lời nói mà liên quan đến không được xem là cái lời nói thuộc về thiện ngôn, lời nói tốt đẹp, thì nó đều được liệt kê vào cái khẩu ác hạnh. Đó là nó thuộc về giới lụy. Nó liên quan đến giới, làm cho cái giới nó không có được tốt đẹp. Vì sở dĩ mình có cái hành động bằng thân hoặc bằng khẩu nó như vậy là nó xuất phát từ cái, vì giới thì mình chỉ nói đó là thân hoặc khẩu, nhưng mà cái hành động mà được thực hiện bằng thân khẩu đó nó phải được điều khiển từ tâm. Cho nên ở đây đó là cái lý do mà mình làm những hành động ác bằng thân hay là bằng lời nói đó là do có 12 tâm bất thiện cùng các tâm sở phối hợp với nó. Còn kiến lụy thì hôm trước mình nói rồi, có 2 hoặc là 3 loại tà kiến. Thông thường mình gặp nhiều đó, mình gặp 2 loại tà kiến, đó là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến và đoạn kiến. Đoạn kiến tức là cho rằng đó là sau khi chết là hết, là không còn tái sanh, không có quả của ác nghiệp gì, thiện nghiệp gì nó cũng không có. Còn thường kiến đó là cho mọi thứ thường hằng. Ví dụ như là có quan điểm cho rằng là cái thân này thì nó bị chết đi nhưng mà cái tâm thì nó vẫn còn duy trì ở cái tiếp theo như vậy cho nó không có chết. Thì hoặc là thông theo cái quan điểm của người Bà La Môn, đó là người nào sanh ở giai cấp nào sau khi chết sẽ sanh lại ở giai cấp đó, người nào ở trong hiện tại sống như thế nào, có đời sống như thế nào sau khi chết sẽ sanh lại ở cái kiếp như vậy, có cuộc sống tiếp tục như vậy nữa. Thì đó là thường kiến. Còn nếu mà tà kiến được từ trình bày theo 3 loại, đó là vô hành kiến, tức là cho rằng nó không có hành động thiện ác gì cả. Vô nhân kiến đó là cho rằng đó là mọi thứ đó là ngẫu nhiên, tức là nó có được một cách ngẫu nhiên chứ nó không có nhân duyên gì cả. Không có nhân duyên gì cả. Trong khi đó thì theo cái định luật của các pháp, đó là các pháp sanh khởi là do duyên tạo nên. Rồi vô hữu kiến thì nó cũng một phần của đoạn kiến. Đây vô hành kiến, vô hữu kiến là nó thuộc về đoạn kiến. Cả 3 trường hợp này nó đều thuộc về đoạn kiến. Nhưng là giống như chia từng thành nhỏ nhỏ lại. Vô hữu kiến là sau khi chết là hết, tức là không có sự tái sanh. Không có sự tái sanh nữa. Đó là 3 loại tà kiến này. Nếu mà bị 2 loại hoặc là 3 loại tà kiến này, hoặc là nếu mình trình bày theo cái bài kinh Phạm Võng thì có đến 62 loại tà kiến. Thì khi mình bị chi phối bởi các loại tà kiến đó thì nó được xem là kiến lụy. Kiến lụy. Bởi vì tà kiến là nó chỉ có mặt ở trong tâm tham hợp tà thôi.
Cho nên cái chi pháp của tà kiến là tâm tâm sở tà kiến, pháp của kiến lụy đó là tâm sở tà kiến. Và tâm sở tà kiến này thì nó có mặt trong bốn tâm tham hợp tà, chỉ có mặt trong bốn tâm tham hợp tà, và chỉ với người phàm phu. Còn bắt đầu từ bậc thánh tu đồ bờ thì cái các loại tà kiến này đã được đoạn trừ, loại tà kiến này đã được đoạn trừ. Đó, mình nói lại một tí liên quan đến giới lụy và kiến lụy. Thì chuyển sang Sila Sampanna, tức là ở đồ đề 36, nhị đề 36, câu pháp số 71, 72. 71 đó là Sila Sampanna, là giới mãn túc, hay là thành tựu về giới đó. Thành tựu về giới đó. Khi mà thành tựu về giới là ở đây giới mà được thành tựu một cách tốt đẹp á, thì bắt đầu từ bậc thánh tu đồ hoài thì mới được xem là thành tựu giới, được thành tựu tốt đẹp. Là bây giờ ở bậc thánh tu đồ hoài á, ví dụ như là ví dụ họ có thể là hy sinh cái tánh mạng đi chăng nữa thì họ cũng không vi phạm các điều học, không vi phạm các điều học, tức là không vi phạm giới, thì đó được gọi là thành tựu về giới. Còn người phàm phu mình á, thì khi bình thường thì mình giữ được, nhưng mà chỉ cần gặp trở ngại gì đó tí ở trong cuộc sống thì mình có thể vi phạm các điều giới đó. Thì cũng có lúc mình giữ được tốt đẹp, nhưng mà mình gọi là để lúc nào mình cũng được thành tựu tốt đẹp thì mình giữ được. Với lại vì giờ mình cũng dễ bị cái tâm tâm bất thiện nó chi phối, mà hễ tâm bất thiện nó chi phối thì nó sẽ đưa đến hành động ác bằng thân hoặc là lời nói. Hành động thân bằng lời nói, mà hễ có hành động thân ác, hành động ác bằng thân hoặc lời nói thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ liên quan đến giới lụy, nó sẽ không được thành tựu về giới. Thì về chi pháp ở đây đó là giới thành tựu được, đó là mình phải ăn trú cho được ở trong tâm thiện đối với người phàm phu và bậc thánh tu đồ hoàn, bậc thánh hữu học. Còn với bậc thánh a la hán thì đó là tâm tâm đại tố, rồi cùng với các tâm sở phối hợp. Về kiến mạng túc, tức là thành tựu chánh kiến, chánh kiến. Thì để thành tựu, tại vì chánh kiến cái tâm sở, cái chi pháp của nó là tâm sở tệ quyền, cái gì mà liên quan đến trí tuệ đó, thì nếu mình tính về chi pháp của nó thì nó là tâm sở tệ quyền, tâm sở tệ quyền. Và cái thành tựu chánh kiến hay là chánh biết là trong đây vậy, để xem lại tí tại cái phần này hôm trước có thể là mình đã đọc rồi cho nên sư không có cho đọc lại. Nhưng mà thành tựu kiến mạng túc tại cái chánh kiến á, nó cũng được, nếu mà theo bài kinh nhớ đại kinh 40, bài kinh số 117 thì phải, trong trung bộ thì cái chánh kiến á, nó được chia ra làm hai, chánh kiến thuộc về hiệp thế và chánh kiến thuộc về siêu thế. Chánh kiến thuộc về hiệp thế là như thế nào? Chánh kiến về hiệp thế thí dụ như là mình hiểu rằng là cái việc bố thí này á, nó là cái nhân lành đưa đến cái quả an vui. Cái việc bố thí này á, là nhân thành tựu về mặt tài sản. Và là thí dụ như là chúng ta nói về cái việc mà mình tánh xa sắc sanh á, không giết hại chúng sanh khác á, nó là nhân giúp cho mình có được tuổi thọ, giúp cho chúng sanh có được cái sức khỏe. Vậy
thì cái đó nó chánh kiến mà nó thuộc về hiệp thế. À, còn chánh kiến thuộc về suy thế ở đây đó là chỉ cho chánh kiến của các bậc thánh a la hán đã thấy được cái thân năm uẩn này là vô thường, khổ, vô ngã, vậy quay thì cái đó gọi là chánh kiến mà thuộc về siêu thế. Cái đó là chánh kiến mình chia ra hai trường hợp. Ở đây thì nói chung chung thôi đấy, không có giải thích, nhưng mà theo ở trong bài kinh đó thì chánh kiến được vậy. Rồi chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp gì cũng được giải thích theo theo hai trường hợp như vậy. Và chúng ta cũng ít có thấy các bài kinh mà giải thích, hầu như sư thấy chỉ có giải thích về bát chánh đạo mà chia ra làm hai, là hầu như sư chỉ thấy trong bài kinh đó, ở trong kinh tạng, ngoài ra không thấy bài kinh. Rồi, đó là cái phần nhị đề số 35-36. Và tiếp theo là 37-38. Tiếp theo mấy này nữa à? 37 đó là câu pháp số 73-74. Si lá vi xuất thi chá, đi thi vi xuất thi chá, giới tình và kiến tình. 38 câu pháp số 75-76 có đi thi vi xuất thi chá khô văn nát giác hà đi thi sát giá phát thà năng, có bậc kiến tình và đối với bậc kiến tình như thế có sự tinh cần. Để bây giờ chúng ta sẽ đọc để xem coi ở trong đây sẽ giải thích như thế nào về giới tình và kiến tình. Bây giờ ai có lật sách sẵn thì có sách sẵn ta lật ra trang 350 ở cái mục cuối, mục cúc, mục 872. Chúng ta đọc cái phần giải thích của chánh tạng ở trong trường hợp này giúp sư. Để sư cho con đọc á thưa sư. Rồi mời cô Tu Nữ gì vậy? Dạ. 872 ở đây thế nào là giới tịnh? Sự không vi phạm thuộc về thân, sự không vi phạm thuộc về khẩu, sự không vi phạm thuộc về thân khẩu, đây được gọi là giới tịnh. Tất cả giới thu thúc đều là giới tịnh. Ở đây thế nào là kiến tịnh? Trí nghiệp tạo thuận thứ trí, trí hiệp với đạo, trí hiệp với quả. Lời nói lại nữa, có bậc kiến tịnh tức là pháp trí hiểu, hiểu rõ chấm 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 trùng chấm 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 vô si trạch pháp chánh kiến lời nói. Đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần, tức pháp thuộc về tâm, có sự cố gắng chấm 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 trùng chấm 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 chánh tinh tấn lời nói người bị động. Nhiêu đó này cái phần đó là phần đầu đề sao? Anh tên có trí nghiệp tạo thuần thứ trí, trí hiệp với đạo, trí hiệp với quả. Ở đây thì chúng ta thấy là thật ra là nó giống như cái phần tức là cái phần giới mà cái phần thành tựu về giới thành tựu tựu về giới với giới tịnh thì cái thật ra cái thành tựu về giới, nếu mình nói nãy để thành tựu được tốt đẹp như cái nó phải là đến bậc thánh tu đồ qua. Còn cái giới tịnh nếu mình trình bày theo
theo bảy loại thanh tịnh á, thì cái giới tịnh nó được trình bày đầu tiên. Thì ở giới tịnh ở trong trường hợp này nó chỉ cho trường hợp thanh tịnh về giới ở mức độ của người phàm phu thì vẫn được, tức là chỉ có giữ giới được trong sạch thì nó được xem là giới tịnh. Thì ở đó mình có là ngũ giới hoặc là bát quan trai giới hoặc là thập giới hay là mười điều giới của sa di, hay là giới của các vị tỳ kheo, giới của các vị tỳ kheo gọi là tứ thanh tịnh giới. Thì bất cứ một loại giới nào đó trong các giới này mà người thọ trì giữ được thanh tịnh thì được, tức là không vi phạm các điều giới bằng thân hoặc là bằng khẩu, bằng thân hoặc bằng khẩu thì được xem là giới tịnh. Được xem là giới tịnh. Tám nhưng mà cái phần này nó khác với cái phần trước một tí, cái giới tịnh này so với cái thành tựu thiện, tám tâm chưa thế, 38 sở hợp, tức là cái giới tịnh này nó chỉ đề cập ở giai đoạn đó là từ người phàm phu với các bậc thánh hữu học, bậc thánh hữu học. Cái tâm tám tâm siêu thế ở đây chỉ cái tại tâm siêu thế nó chỉ có mặt ở trong lộ trình tâm thôi, ở trong lộ trình tâm chứng đắc đạo quả thôi, tâm chứng đắc đạo quả thôi. Phần lớn đó là ở tám tâm đại thiện, thì chúng ta thấy là ở tám tâm đại thiện này á, nó chỉ xuất hiện ở người phàm thông thường, ở người phàm phu mình. Khi mà có thắc ý đến việc giữ giới, làm giới được thanh tịnh, rồi các bậc thánh hữu học, còn kiến tình theo cách giải thích ở trong trường hợp này thì mình chia ra ba trường hợp, bốn trường hợp. Thứ nhất là trí biết về nghiệp, là bị nhân quả nghiệp báo. Thứ hai đó là nói về thùng thứ trí. Thùng thứ trí tức là sao? Thùng thứ trí là trí đạo, là trí đạo trí quả, trí đạo trí quả, trí trong tâm đạo, trí trong tâm quả. Thì đó là bốn loại trí ở đây. Theo cách giải thích này thì chỉ cho bốn trường hợp này, chỉ cho bốn trường hợp này, đó là kiến tình. Rồi ở phía phần dưới, ở phần dưới mình còn có cái phần bậc có kiến tình, tức là bậc trí hiểu biết rõ, rồi vô si trạch pháp gì đó. Rồi đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần, chứ nó còn có cái phần giải thích thêm đó. Thì giải thích thêm có sự tinh cần, tức là giải thích thêm về bốn chánh cần, giải thích thêm về bốn chánh cần thôi chứ không có gì. Đó là kiến tịnh, tức là có trí hiểu biết về nhân quả nghiệp báo, có thùng thứ trí. Thùng thứ trí này trong cái trí cuối cùng, là khi mà có thùng thứ trí thì lúc bây giờ là nó thành tựu trí đạo hoặc là trí quả, bắt đầu từ sơ đạo sơ quả, sơ đạo sơ quả. Ở đây thì nó cũng giống như là cái phần thành tựu tri kiến lúc nãy, chỉ cái điều là ở trong trường hợp này, cái trường hợp này nó được giới hạn hơn. Cái phần lúc nãy thì nó rộng hơn. Cái phần
kiến thành tựu, thành tựu về kiến mạng túc nãy đó, kiến mạng túc nãy thì nó lấy cái ý nghĩa nó rộng hơn. Còn ở trong trường tâm về chi pháp thì nó vẫn là tâm sở tệ quyền, tại nó liên quan đến đến cái kiến tình, tức là liên quan đến chánh kiến. Chánh kiến thì nó liên quan đến tâm sở trí tuệ, mà liên quan đến trí tuệ thì cái chi pháp của nó là tâm sở tệ quyền. Chỉ cái điều là trong trường hợp này nó lấy giới hạn của nó, chi pháp được lấy giới hạn hơn theo cái cách giải thích ở trong chánh tạng. Ở trong trường hợp này thì đó là phần 37, kiến tịnh và giới tịnh nó giống như cái nhị đề ở phía trước lúc nãy, chỉ có điều là lấy chi pháp rộng và hẹp hơn, lấy cái ý nghĩa rộng và hẹp hơn một tí. Rồi 75 thì đích thí khô quá nát, có bậc kiến tịnh, có bậc kiến tịnh thì có bậc kiến tịnh nãy là kiến tịnh, còn đây có bậc có kiến tịnh, tức là pháp là sự hiểu biết rõ. Đấy, nãy thì ở trên này nãy thì mình có là kiến tịnh, cái câu trên nãy mình có là kiến tịnh, còn cái này thì có bậc kiến tịnh. Thì ở đây gọi cái có bậc kiến tịnh nãy, nãy sư nói lộn một tí. Bậc kiến tịnh thì nó được giải thích ở cái mục 873, bậc kiến tịnh đó là bậc kiến tịnh, tức là pháp là trí hiểu biết hiểu rõ, tức là cái phần giải thích về cái trí tuệ, phần giải thích về trí tuệ sự hiểu biết, trong đó nó có là bu si trạch pháp chánh kiến, phần giải thích về trí tuệ vậy thôi, nó cũng không có gì. Rồi đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần, thì cái phần đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần ở trong trường hợp này đó là chỉ cho cái bốn chánh cần, chỉ cho bốn chánh cần đó, tức là sự nỗ lực theo bốn tứ chánh cần. Ở đây cho nên mình mới có cái đoạn giải thích đó là tức là pháp thuộc về tâm có sự cố gắng. Rồi một cái phần giải thích này, nếu ở đoạn trước đó, chúng ta xem ở đoạn trước đó, thì cái sự cố gắng rồi tí chấm chấm này đó, là nói về bốn chánh cần, cho nên cuối cùng nó được kết thúc đó là chánh tinh tấn. Về chi pháp thì nó vẫn là liên quan đến trí tuệ, đến chánh kiến, đến chánh kiến, cho nên chi pháp của nó vẫn là tâm sở tệ quyền, tâm sở tệ quyền. Nhị đề số 78 câu pháp số nhị đề số 38 câu pháp số 76 đó là yatha ditthi sa cha patha năng, đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Lại nói cái này sao tùm lum vậy ta. Bị động cái gì không mà nó tự lưng ở đây hết đi. Bảy mươi lăm tiết thí bi xuất thí chắc khô quá nát có bật có. 74 như đề số 37 câu pháp số 74, 73, 74 là giới tịnh,
giới tịnh và kiến tịnh. Để giới tịnh và kiến tịnh là cái phần giải thích này. Giới tịnh và kiến tịnh. Như đề số 38 thì câu pháp của nó là 75. Câu pháp của 75 và 76. Câu pháp 75. 76. Thì câu pháp số 75 ở đây được giải thích đó là có bậc có kiến tịnh. Có bậc có kiến tịnh thì ở đây có bậc có kiến tịnh tức là chỉ cho cái phần giải thích về trí tuệ mình có vô si trạch pháp chánh kiến. Đó là câu pháp của số 75. 75 thì chi pháp nó là tâm sở tài quyền. Còn cái câu pháp số 76 đích thí yathā diṭṭhi sācca paṭṭhānaṁ, đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Chi pháp của câu pháp đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần là tâm sở cần, song trong bốn tâm đại thiện hợp trí, đại tâm hợp trí, tâm hợp trí thì cái phần này là cái phần giải thích ở cái ở trong cái mục 873, nhưng mà ở cái mục thứ hai, cái mục mà lại nói đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần, thì cái phần này đó là bây giờ là cái phần giải thích về về chánh cần, về tứ chánh cần, về tứ chánh cần. Thì tứ chánh cần nếu mà nó có mặt á, tứ chánh cần mà nó có mặt á, thì nó chỉ có mặt ở trong tâm. Tứ chánh cần thì nó có mặt ở trong cả tâm thiện lẫn tâm tâm tố hợp trí lẫn lý trí. Nhưng mà bây giờ cái tứ chánh cần ở trong trường hợp này á, tứ chánh cần mà ở đây nó lại là có mặt ở trong trường hợp là bậc kiến tịnh. Mà kiến tịnh, mà hãy kiến tịnh thì nó liên quan đến đó là trí, là tâm sở quyền. Như vậy thì cái tứ chánh cần ở trong trường hợp này nếu mà nó có mặt thì nó chỉ có mặt ở trong tâm đại thiện hợp trí, hoặc là trong tâm đại tố hợp trí, hay là nó có trong tâm siêu thế. Tâm siêu thế nó là ý cái cần á, cái cần nếu mà tại cần là nó tâm sở tờ tha, mặc dù nó là bị cảnh tờ tha nhưng mà nó vẫn có thể có mặt, đó là trong tâm thiện, tâm thiện lẫn tâm bất thiện. Có những trường hợp cố gắng nhưng mà cố gắng làm điều ác, ví dụ như cái tên trộm để họ vào nhà mình được họ lấy cắp, hoặc là họ muốn chặn đường mình để mình họ giật đồ, thì họ cũng phải cố gắng rượt theo đuổi theo, ví dụ mình đang chạy xe chẳng hạn, họ cố gắng họ giật với mình để họ lấy được. Để trong trường hợp đó nó cũng là cần, nhưng mà cần ở trong trường hợp đó nó có mặt ở trong tâm bất thiện. Trong tâm bất thiện đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai cần nó cũng có thể có mặt trong tâm thiện, tâm tố, cả tâm hợp trí và tâm lý trí. Ví dụ trong trong cái việc làm phước của các Phật tử mình, dù mình người mới người cũ, mình không có sự hiểu biết hoặc là có sự hiểu biết, thì khi mình làm mình vẫn có sự cố gắng, cho nên cần nó có mặt. Ví dụ đơn giản nhất đó là nó có mặt ở trong tâm thiện. Nó có mặt ở trong tâm thiện, tức là cả tám tâm thiện. Nhưng mà ở trong đồ đề này á, là bây giờ cái đồ đề của nó đó là cái nhị đề của nó đó là đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Thì tại vì ở đây nó liên quan đến bậc kiến tịnh, tức là người mà có tri kiến thanh tịnh, mà hãy có tri kiến thanh tịnh á thì nó phải có trí tuệ. Cho nên cái cần nó có mặt ở trong trường, cho nên cần ở trong trường hợp này nếu mà nó có mặt thì nó chỉ có mặt ở trong tâm hợp trí. Các tâm hợp trí, cho nên ở đây mình cũng có cái cách lý chi pháp, đó là bốn tâm đại thiện và bốn tâm đại tố hợp trí rồi tâm siêu thế. Như này
hai câu pháp mà giải thích liên tục mà mình không để ý, mình đọc nó bị nhầm lẫn đi, bị nhầm lẫn đi. Thì đó là nhị đề số 37 38. Bây giờ 39 40 luôn đi ha. Rồi cái sau những ấy thì chúng ta sẽ học thêm một đề nữa cho xong. Ba mươi chín thì mình có câu pháp là số 77 78, mình có là sang quê go chá sang quê chá ni dê su tha nê su sang quê gác xá chá vô ni so. Sư không có thấy màn hình chữ thưa sư. Sang quê gô chá sang quê chá ni dê su thà nê su sang quê gá sá chá vô ni so bất thà năng. Người bị động trong những sự kiện đáng bị động, và đối với người bị động có sự khéo tinh cần. Rồi nhị đề số 40 mình có câu pháp số 79 80, đó là sang tốt thí ta chá cô sơ lê số tham mê số áp tí hòa ni ta chá bát tha na minh, thái độ không tri túc thiện pháp, không tri túc đúng là mình dịch thêm trong thiện pháp, và thái độ không thối thách tinh cần, thái độ không thối thách tinh cần. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại ở trong cái đoạn giải thích về hai cái nhị đề này, hai nhị đề này. Giờ ai có sách mình đọc cho sư trang 351, cái mục 874 với lại 875. Thưa sư, con xin đọc ạ. Dạ, con xin đọc cái 874. Lời nói người bị động tức sợ hãi sanh, sợ hãi già, sợ hãi bệnh, sợ hãi chết. Lời nói sự kiện đáng bị động tức sanh, già, bệnh, chết. Lời nói đối với người bị động có sự khéo tinh cần. Ở đây vị tỳ khu đối với các ác bất thiện pháp chưa sanh khởi lên ước muốn không cho phát sanh, tinh cần khởi sự tinh cần quyết tâm trì trí đối với các ác bất thiện pháp đã sanh khởi lên ước muốn đoạn trừ, tinh cần khởi sự tinh cần quyết tâm trì trí đối với các thiện pháp chưa sanh, bởi khởi lên ước muốn cho phát sanh, tinh cần khởi sự tinh cần quyết tâm trì trí đối với các thiện pháp đã phát sanh, khởi lên ước muốn duy trì không cho giảm thiểu, trội hơn, tăng thịnh, tiến triển đầy đủ, tinh cần khởi lên tinh cần quyết tâm trì trí. 875 lời nói thái độ không tri túc thiện pháp, tức pháp là ước muốn nhiều hơn, không biết đủ tu tiến các thiện pháp. Lời nói thái độ không thối thất tinh cần, tức pháp và hành động thận trọng, hành động liên tục, sự không đình chỉ, tư cách không biến trễ, thái độ không bỏ qua nguyện vọng, thái độ không bỏ rơi phận sự, sự thực hành, sự tu tiến, sự làm cho sung mãn để phát triển các thiện pháp.
Dạ thưa sư con xin hết ạ. Đây chúng ta xài xài cái chữ bị động, nhiều khi mình không có hiểu cái bị động này nó như thế nào, mà đây mình có cái chữ là sang quê go hoặc là sang quê chát ni giác ni giác hoặc là sang quýt gá sát sang quýt gá, để ở đây nó điều chỉ cho cái trạng thái mà ví dụ như là mình thấy ví dụ trong thời gian qua có cái chiến tranh mà mình thấy người ta bị giết nhiều quá, thì lúc bây giờ tâm mình nó sanh cái tâm kinh cảm trước cái sự kiện đó, thì lúc bây giờ người ta sử dụng cái chữ là sang quê go hoặc là sang quê chá ni giá. Sang quê chá ni giá nó dạng nó xài giống như lấy sang quê chá ni giá, anh ni giá nó dạng khả năng thân từ, đáng bị động, đáng kinh cảm. Yeah. Thì ở đây ở trong trường hợp này thì giải thích cho mình ở trong trường hợp gì? Sợ hãi về sanh, về già, về bệnh, về chết, tức là bốn sự sợ hãi. Bốn sự sợ hãi tức là với các bậc thánh thì khi mà thấy chúng sanh mà bị luân hồi, bị chi phối bởi sự sanh già bệnh chết luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác, do có cái thần thông mà nhìn thấy á, thì sanh cái tâm kinh cảm này, hoặc là các vị Bồ Tát á, các vị Bồ Tát á, khi mà thấy chúng sanh mà bị sanh già bệnh chết, nhất là bị bệnh bị già, thì sẽ sanh cái tâm sợ hãi và cố gắng đó là thực hành cái pháp ba la mật để đạt được sự giải thoát, rồi hướng dẫn những người khác cùng thực hành theo. Yeah. Nhưng mà với thông thường với người phàm, nếu mà chúng sanh phàm phu mình bình thường á, thì thật ra là mình nói về sự sợ hãi là mình có sự sợ hãi về già, về bệnh, về chết, sợ hãi về già, về bệnh, về chết, sợ hãi về bệnh á, tức là lúc mình bệnh thì mình sợ, nhưng mà hết bệnh rồi cũng bình thường lại, rồi sợ hãi về già, tức là nếu mà sống thì không có muốn già, muốn trẻ mãi, hoặc là sống thì sẽ hãy bị chết, là sống không muốn chết, một chiều ví dụ như là tuổi 70, 80 gì đó, nhưng mà nếu mà ví dụ như là nếu mà có thầy thuốc nào đó mà mình đang bệnh mà họ nói là nếu mà uống thuốc này thì có thể sống được 20 năm gì nữa, ví dụ vậy, làm mình liền ok liền, và tại mình sẽ chết. Thì đó là với cái chúng sanh phàm phu. Còn là ở trong đầu đề này thì sao? Người có sự kinh cảm trong những sự kiện đáng kinh cảm, tức là có sự sợ hãi trong những cái sự kiện mà mình đáng sợ hãi, và cái sự kiện mà đáng sợ hãi ở trong trường hợp này đó là chỉ cho cái sự sanh già bệnh chết. Chỉ cho cái sự sanh già bệnh chết. Tại sao cái đầu đề này muốn nói đó là tại vì khi mình có sự sanh sợ hãi trong cái sự sanh già bệnh chết á, thì lúc giờ mình mới nỗ lực tu tập, nỗ lực làm các thiền sự. Yeah. Còn không thì nếu mà mình không nghĩ đến cái việc sanh già bệnh chết á, cái người tầm phu mình thì sống dễ vui, và mình dễ là hãy mình sống dễ vui á, làm dễ làm điều ác. Yeah. Cho nên cái gì đề này nó muốn nói đó là mình phải có sự sợ hãi trong cái việc mà đáng sợ hãi,
mà trong đó nó liên quan đến cái sanh già bệnh chết, để mình tận dụng cái cơ hội mỗi một cái kiếp mà mình được sanh làm người như vậy, mình có thể làm được những thiện sự gì thì chúng ta cố gắng làm đó. Yeah. Thì cái đồ đề này nó chỉ như vậy thôi. Cái trường hợp cái trường hợp thứ hai đó là đối với người bị động có sự khéo tinh cần. Thì đối với người bị động có sự khéo tinh cần á, tức là cái câu pháp số để vô từng cái đi ha. Nói gì hồi nó lộn nữa. Cái câu pháp thứ nhất 77, tức là sợ hãi về sự sanh, sợ hãi về sự già, hoặc sợ hãi về sự bệnh, hoặc sợ hãi về sự chết. Thì đây là người bị động trong sự kiện đáng bị động. Trong cách lấy chi pháp ở trong trường hợp này là bốn tâm đại thiện mà tương ưng trí, tâm sở tài quyền hợp với bốn tâm đại thiện tương ưng trí. Thì nếu mà nói theo cái bốn pháp lúc nãy á, tức là sợ hãi vì sự sanh, sợ hãi vì sự già, sợ hãi vì sự bệnh, sợ hãi vì sự chết á, nếu mà bình thường á mà chúng ta sợ á, thì nó là trạng thái tâm sanh, nó là trạng thái tâm sanh. Nhưng mà ở trong trường hợp này á, nó cái tâm kinh cảm ở đây như hôm trước chúng ta có học về 14 tuệ đó, trong đó mình cũng có cái tuệ đó là khinh úy tuệ đó, là tức là cũng sợ hãi. Chúng dịch thì những chúng ta sử dụng từ ngữ thì nó không có từ khác để mình xài, mình dịch là sợ hãi khi mà có thấy được sự sanh diệt của danh pháp và sắc pháp. Dạ, chúng ta dịch là sợ hãi mà. Nhưng mà trong trường hợp đó nó không phải sợ hãi là trong cái ý nghĩa là tâm sanh, mà nó sợ hãi trong cái ý nghĩa đó là thấy có tâm kinh cảm. Cho nên ở trong trường hợp này nó là tâm thiện, là tâm thiện. Nó chứ nó không phải là sợ hãi trong cái nghĩa thông thường mà dùng cái sợ là tâm sanh. Nó không phải cái nghĩa đó. Cái câu pháp này mình để ý như vậy. Ví dụ nó liệt kê đó là kinh cảm ở đây tức là sự sợ hãi vì sự già, sợ hãi vì sự sanh, sợ hãi vì sự già, sợ hãi vì sự bệnh, sợ hãi vì sự chết. Ở đây là người tu tập á, người tu tập á, khi mà thấy có sự cái chúng sanh có sự sanh già bệnh chết như vậy thì người ta có sanh lên cái tâm này. Sanh lên cái tâm này. Còn nếu mà mình không có tu tập á, thì mình thấy người ta già bệnh chết á, thì mình sợ. Cái sợ của mình lúc đó nó không phải là sanh quê giá, mà cái sợ của mình lúc đó nó là cái chữ thay giá, là nó đúng là cái sợ của tâm sanh. Còn cái sợ hãi mà cái chữ người ta sử dụng cái chữ sanh quê giá đây, nó là trường hợp đó là người tu tập. Khi mà thấy cái chúng sanh bị sanh già bệnh chết như vậy thì nó sanh lên cái trạng thái tâm đạo. Rồi người ta cố gắng nỗ lực để người ta tu tập để thoát khỏi cái sự sanh già bệnh chết đó. Nó khác, chúng ta phân biệt cái đó. Cái này cũng dễ bị hiểu lầm do cái thuật ngữ, do cái trong cái tiếng Việt mình nhiều khi mình không có từ khác để mình dịch, cho nên nó dễ bị người ta hiểu lầm đó là nó cái trạng thái tâm sanh. Nhưng mà nếu mình hiểu được cái chữ sanh quê gá này thì nó không phải là cái trạng thái của tâm sanh. Nó phải là tâm sạch. Còn ở câu số 78, đề số 39, mà câu số 78 thì đối với người bị động có sự khéo tinh cần. Thì khi mà có cái tâm
tâm kinh cảm như vậy á, thì người này sao? Cố gắng nỗ lực. À, cố gắng nỗ lực tu tập. À, cố gắng nỗ lực tu tập. Ở đây còn sử dụng cho cái chữ đó là khéo tinh cần nữa. Dạ, khéo tinh cần. Thì tại sao sử dụng cái chữ khéo tinh cần? Tại vì nếu mà cái chữ tinh cần không á, nó dễ mình hiểu lầm đó là cái tâm sở cần mà có mặt trong tất cả, trong cả các tâm thiện lẫn tâm bất thiện. Nhưng mà khi mà người ta sử dụng là cái khéo tinh cần như vậy, à, thì cái trong cái cần ở đây á, nó phải có cái trí tuệ nữa. À, thì nó, và ở đây đó là bốn cái, tức là tứ chánh cần, chỉ bốn loại cần, đó là thần cần, trời cần, tu cần và bảo cần. Nó giống, nó giống, cũng giống phần ở trên đó, nhưng mà phần ở trên thì giải thích bằng cách chấm chấm, còn ở phần dưới này, ở mục dưới này chúng ta thấy là giải thích đầy đủ nè. Cái phần giải thích đầy đủ đó là nói về liên quan đến cần ở trong trường hợp này, đó là điều giải thích về tứ chánh cần. Yeah. Và cái phần này cũng các tử mình cũng để ý khi mình là thí dụ mình đọc ở trong kinh. Yeah. Mình đọc ở trong kinh mà đề cập đến cần hoặc là đề cập đến sự tinh tấn. Yeah. Thì nếu mà cái chữ cần hay là sự tinh tấn, sự nỗ lực đó mà nó trong thiền pháp, tức là để thực hiện các thiền pháp, thì cái sự nỗ lực đó nó được đề cập dựa trên cái ý nghĩa đó là tứ chánh cần. À, còn nếu mà chữ sự nỗ lực từ cố gắng đó mà để thực hiện các điều ác, thì cái chữ cần ở trong trường hợp đó là nó lấy theo cái ý nghĩa đó là cần mà có mặt trong tâm bất thiện. À, mặt trong tâm bất thiện chúng ta để ý gì để phân biệt. Về chi pháp đó là ba mươi bảy tâm thiện và 20 tâm quả siêu thế. Ở đây lấy cả tâm thiện, cả 37 tâm thiện như vậy, thì nó lấy luôn cả cái tâm thiện mà hiệp thế và tâm thiện dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và luôn cả tâm thiện siêu thế. Cả tâm thiện siêu thế. Thì đó là cái chi pháp của đây còn gì nữa. Rồi đề nhị đề số 40 thì mình có câu pháp là số 79, tức là asantotita cha kusale sotamesu, thái độ không tri túc trong thiện pháp. Không tri túc thiện trong thiện pháp ở đây tức là không có biết đủ. À, không biết đủ. Thì không biết đủ ở đây trong biết đủ trong cái cách mà mình tạo phước. À, ở đây chúng ta có 10 điều tại tạo phước này. À, tức là hãy có điều kiện. À, thì người ta cố gắng tạo một trong 10 loại phước này. À, 10 loại phước này. Tri túc biết đủ. À, đối với những tài sản mà mình tìm có được, nhưng mà ở trong thiền pháp thì không có tri túc. À, ở trong thiền pháp thì không có tri túc. Mà tại vì sao? Tại vì cái thiền pháp của mình là mình có được quá ít. À, quá ít. Trong khi đó là để có được cái thiền pháp mà nó trở thành cái phước báo ba la mật, mà để thành tựu được thánh quả, thì nó đòi hỏi mình phải cố gắng nỗ lực rất là nhiều. À, cho nên cái người tu tập đó là không có tri túc ở trong cái thiền pháp, mà phải cố gắng làm cho được nhiều lắm. Dạ. Mà nhớ cái câu bài kệ mà Đức Phật ngài thuyết ở trường hợp bà đại tinh nữ Visakha đó, là giống như là như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được kết, cũng bị thân sanh tử làm được nhiều thiền sự. Trong trường hợp đó Đức Phật ngài muốn nói là tại bà đại tinh nữ Visakha, mặc dù là bà bậc thánh Tu Đà Hoàn từ lúc 7 tuổi,
rồi hầu như gia đình bà là bà không có thiếu cái gì, không có thiếu cái gì. Nhưng mà chúng ta thấy là suốt cái thời gian mà bà còn sống thì bà lúc nào bà cũng tạo các công đức. Nếu mà thôi theo ở trong chú giải thì nói là nhà bà Visakha là ngày nào cũng cúng dường đến chư tăng 2000 vị. Ngoài trừ trường hợp cái ngày hôm đó là có một đại thí chủ như là đức vua hay là một vị gia chủ nào đó thỉnh mời, thậm chí là trong thời đó mà người ta muốn thỉnh mời Đức Phật với bà đại tín, người ta phải báo trước bà đại tín nữ Visakha để sao, để gia đình không phải chuẩn bị vật thực, không bị chuẩn bị vật thực. Thì cái cách mà bà đại tín nữ Visakha bà tận dụng cái đời sống ở cái kiếp làm người để tạo phước như vậy cũng là một trường hợp để cho chúng ta thấy là cái việc mà tạo phước đó là mình không có tri túc mà mình phải làm hoài, mình làm hoài. Về chi pháp thì ở đây mình có 37 tâm thiền, thì liệt kê 37 tâm thiền thì như vậy thì cho mình thấy là cái cách tạo phước đó là mình, tức là từ cái việc bố thí trì giới và tham thiền, rồi cho đến ở cái mức độ cao hơn đó là tu tập để chứng đắc được đạo quả. Đạo quả. Rồi cái câu pháp số 80 apati vi vanita cha patthanasmi, thái độ không thối thắt tinh cần. Thì thông thường cái lý do mà làm cho mình thối thắt tinh tấn á, theo ở trong bài kinh giáo thọ thi ca làm việc, nó có 6 lý do, là lạnh quá, nóng quá, trễ quá, sớm quá, hoặc là đói quá hay là no quá, nó là lý do làm cho con người mình thối thắt tinh tấn. Như vậy thì để không có thối thắt tinh tấn là mình phải vượt qua cái này, 6 cái sự lười biếng này, thì thật ra chúng ta thấy đó, cái lý do mình lười biếng á, nếu mà chúng ta để ý nó không có ngoài sáu cái anh này, sáu anh này. Thì ví dụ như là cái việc mà các Phật tử mình khi mình đi đến với Phật pháp rồi từ năm này sang năm khác mình cũng không học hỏi được gì, không nhớ được gì, mặc dù mình cứ đổi thừa lý do này lý do khác. Nhưng mà thật, nếu mà chúng ta để ý là chúng ta có bị chi phối bởi những 6 trường hợp này, hoặc là ngay cả trong đời sống của người xuất gia. Tức là thường là bị chi phối bởi sao này, hoặc là lạnh quá, nóng quá, trễ quá, sớm quá, đói quá, no quá, mà mình không làm được cái công việc mình cần phải làm. Thì khi mình biết như vậy á, mỗi một lần mình bị thối thắt tinh tấn bởi một trong 6 lý do này á, thì mình tìm cách để mình khắc phục nó. Và mỗi một lần mình khắc phục được á, thì được xem là mình chiến thắng, còn nếu mình khắc phục không được thì xem như là mình bị thua. Thì vì ở trong trường hợp này đó là liên quan đến cái sự nỗ lực, là tinh cần, cho nên ở đây cái chi pháp của nó đó là tâm sở cần, tâm sở cần. Và nguyên giả đây là sự nỗ lực trong việc tu tập, nên tâm sở cần ở trong trường hợp này thì nó có mặt trong các tâm thiện. Thì đó là cái câu pháp số 40. Bây giờ mình còn 2 nhị đề nữa. Nhị đề nữa là kỳ sau mình học. Có thể là mình sẽ đọc lại cái bài học này một lần để mình có cái file nguyên một cái bài học chung. Để sau này các tử nào mình muốn nghe để mình đọc lại, đọc thêm thì mình sẽ đọc. Ra bây giờ xin mời lớp nghỉ, nên trả mic lại cho lớp Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời cô Phúc Việt chú. Recording stopped. Dạ, bài học đã kết thúc. Chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học quy diệu pháp về nhị định đề kinh.
ở những nhị đề 35, 36, 37, 38, 39 và 40 ngày hôm nay ạ. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Bài học đã kết thúc. Xin mời đạo hữu Ngọc Trân thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính chư ân sư, và con xin thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có được đến chư thiên. Akasatha cho phương ma tha đi qua na ga ma hi thi ca bồn nhân nô anu mô đăng tu chi răng ra kham tu sa sa năng Akasatha cho phương ma tha đi qua na ga ma hi thi ca bồn nhân nô anu mô đăng tu chi răng ra kham tu nô ga ru Akasatha cho phương ma tha đi qua na ga ma hi thi ca bồn nhân nô anu mô đăng tu chi răng ra khan tu nha ta yo akasatha cha phom ma tha đê wa na ga ma hi thi ca bồn nhân nô anu mô đăng tu chi răng ra khan tu pa ni no akasatha cha phom ma tha đê wa na ga ma hi thi ca bồn nhân nô anu mô đăng tu chi răng ra khan tu no sa da Idang watano bun yang asawa kaya wahang hon tuana gate kale. Sa thú. Dạ, buổi học vi diệu pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp công bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần và lúc 19:30 đến 21 giờ giờ Việt Nam. Dạ, chúng con kính chúc sư tinh tuệ, kính chúc quý sư, quý cô tu nữ mạnh khỏe và an vui. Dạ, kính chúc quý đạo hữu mạnh khỏe và được bình an trong cuộc sống. Kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, sa thú. Dạ, con kính tri ân sư học hôm nay ạ. Dạ, con kính chúc sư nhiều sức khỏe. Xin chào các lớp. Kính tri ân sư ạ. Dạ, chúng con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Kính chúc sư nhiều sức khỏe. Xin chào các lớp ạ. Rồi, chúc lớp sức khỏe. Nghỉ ha.